Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Đại Bồ Tát, Nam Mô Tuyên Hóa Đại Bồ Tát, Nam Mô Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát. Con xin phép Tam Bảo cho con là Đỗ Thị Thuyên, pháp danh của con là Diệu Thuyên, con ở thôn Trung Tam Tuấn, Phúc Thọ, Hà Nội. Hôm nay sau đây con xin được thọ trì bài kệ phẩm thứ 12 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện. Sau đây con xin phép được bắt đầu. Ta xem địa tạng sức oai thuần, kiếp số hằng xa khó tỏ trần, thấy nghe một niệm chiêm ngưỡng lễ, trời người lợi ích sự không ngần, hoặc thần hoặc rồng hoặc thần cùng nam nữ báo tận sẽ xa vào đường dữ, trí tâm quy mạc đại sĩ thân, tuổi thọ thêm nhiều trường tội dữ, trẻ thơ chết mất mẹ cùng cha, huynh đệ chị em kẻ ruột xà, đến vô nghĩ đến điều không biết, nẻo giữ đường lành ở đâu là, hoặc vẽ hoặc tu đại sĩ hình, cảm thương chiêm lễ việc chẳng đành, trong 51 ngày luôn hiện danh hiệu Bồ Tát hiện thân đến bên mình, chỉ dành vĩnh thuộc ở nơi nào, dầu xa ác thú cũng giang bao, nếu được không vui lòng kính ngưỡng, thánh ký Bồ Tát lướt đầu trao, Bồ Đề vô thượng muốn tu hành, mong ra ba cõi khỏi tử sanh, người này phát lòng từ bi lớn, trước nên chiêm lễ đại sĩ hình, nghe tên quy y đấng trọn lành, cúng dường cung kính phát lòng thành, nghiệp chướng chẳng hề ngăn chướng đặng, bao nhiêu mong ước sớm viên thành, có kẻ phát tâm đụng kinh sách, muốn độ chúng sinh khỏi tai ách, dầu lập nguyện lớn chẳng ghi bàn, đọc rồi quên rồi luôn xót mất, người này nghiệp chướng nó làm mê, học đại thừa kinh khó mọi bề, y phục uống ăn các ngoạ cụ, cúng dường địa tạng với hương hoa, dùng chén nước trong bày trước tượng, cách một ngày đêm bưng lấy uống, xanh lòng ân trọng cử ngũ tân, rượu thịt tà dâm cùng dối luống, trong 21 ngày chớ sát sanh, trên lòng tưởng niệm thượng nhân danh, chiêm bao thấy rõ tung dung hiện, thức rồi liền đặng trí khôn lanh, đại thừa khinh giáo nghe qua tai, ngàn bạt đời sau nhớ chẳng sai, chính nhờ đại sĩ oai thần lớn, thần giúp người kia có huệ tài, chúng sanh nghèo khổ lại ốm đau, nhà cửa họa hoạn người lìa xa nhau, mù mê mộc mị không an giấc, cầu muốn hỏng hư chẳng được nào, dốc lòng kính lễ địa tạng ngài, bao nhiêu việc ác thảy tiêu ngay, nhẫn đến chiêm bao đều an cả, quỷ thần phò hộ của dư xài, muốn qua sông biển đến núi rừng, cầm thú độc nguy giặc đón đường, ác ăn cầm thú độc nguy giặc đón đường, ác tai tiêu ăn thú độc nghi giặc đón đường, ác thần ác quỷ mưa gió dữ, nhiều nỗi gian nan khốn không lường, sắp sửa ra đi đối trước tượng, cúng dường kính lễ cùng chiêm ngưỡng, ác ta núi rừng biển cả có vào trong, ác tai tiêu sạch thường an sướng, quán âm lắng nghe ta nói rõ, địa tạng vô lượng oai thần đó, rộng trăm nghìn môn kiếp thuật chẳng rồi, rộng tuyên đại sĩ đầy sức nọ, như người nghe đến địa tạng danh, thấy hình chiếc lễ hết lòng thành, hương hoa ăn uống dâng y phục, trăm nghìn báo đẹp hưởng điều lành, nếu hay đem công hồi pháp giới, rốt ráo thành Phật sanh đừng khỏi, quán âm lắng nghe ân nắng quán âm, nên viết lắng tuyên bày, truyền khắp hàng xa nhiều nước cõi. Con xin được hồi hướng công đức học thuộc bài kệ này cho đến tất cả các chúng sanh trong ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Nguyện cho các chúng sanh sớm được tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng thiện căn phước đức, có duyên với Tam Bảo Địa Tạng Bồ Tát, phát tâm báo ơn hiếu kính với các ngài và được các ngài độ thoát trong tương lai. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Đại Bồ Tát, Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Đại Bồ Tát, Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Đại Bồ Tát. Ha ha ha, Bổn Sắc Mô Đi So Ha. Ha.